Thưa quý vị, sau những ngày oanh tạc đầy ấn tượng bằng không quân, nay quân đội Nga đã quyết định nâng cấp chiến lược của mình. Hải quân Moscow bắt đầu tham chiến song song, mở màn cho một loạt các cuộc tấn công cùng lúc vào 108 khu vực và những cơ sở chiến lược của Ukraine. Dàn vũ khí chính xác tầm xa của Nga đã sẵn sàng trên chiến trường, nhưng điểm nhấn không thể bỏ qua là sự hiện diện của 4 tên lửa siêu thanh Kinzhal, một thế lực đáng gờm. Trong khi đó, Ukraine lại đối mặt với một bất ngờ không mấy dễ chịu từ Đan Mạch, một đồng minh thân cận, khi những chiếc F-16 đã hứa hẹn từ lâu nay vẫn chưa thể chạm tay. Hãy cùng theo dõi tiếp tục để khám phá những diễn biến tiếp theo của cuộc đối đầu này, đầy bất ngờ và căng thẳng. Đợt tấn công đồng loạt khủng khiếp, không quân và hải quân Nga tham chiến song song, tướng Ukraine thừa nhận tổn thất 500.000 quân. Ngày 8 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tiến hành một cuộc không kích nhóm vào các mục tiêu quân sự và công nghiệp phục vụ các hoạt động quân sự ở Ukraine bằng vũ khí chính xác tầm xa, gồm 24 tên lửa hành trình KH-101-555 và 8 tên lửa diệt hạm siêu thanh KH-22 phóng từ oanh tạc cơ chiến lược, và đặc biệt là sự có mặt của 4 tên lửa siêu thanh Kinzhal. Được biết, các cuộc không kích này được thực hiện bởi cả lực lượng không quân và hải quân. Ngoài ra, lực lượng tên lửa, pháo binh và máy bay không người lái của Nga đã triển khai các cuộc tấn công nhằm vào nhân lực và khí tài của lực lượng vũ trang Ukraine ở 108 khu vực, đặc biệt là vị trí tổ chức cuộc họp của chỉ huy các đơn vị lữ đoàn phòng chống khủng bố số 101 thuộc lực lượng Ukraine cũng bị tấn công. Tại đây, cảnh báo không kích đã vang lên trong buổi sáng và kéo dài 2 tiếng. Các vụ nổ được ghi nhận ở nhiều thành phố trong cả nước, bao gồm Kryvyi Rih, Dnepropetrovsk và Khmelnytsky. Cũng trong ngày 8 tháng 1, Nga đã triển khai tấn công tên lửa mạnh mẽ vào khu vực Kharkov. Các vụ nổ chủ yếu xảy ra ở quận Kievsky. Đây là nơi đặt trụ sở của các doanh nghiệp công nghiệp lớn. Đến hiện tại, thông tin thiệt hại chưa được công bố. Trong số các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công ngày 8 tháng 1, có công ty sản xuất hàng không, công ty nghiên cứu và sản xuất nhà nước của Hiệp hội Comuna. Đây là nơi chuyên sản xuất hệ thống điều khiển cho các phương tiện phóng. Doanh nghiệp nhà nước KH-MZFET chuyên sản xuất động cơ thủy lực và bơm thủy lực, còn PGSC Katron hoạt động trong lĩnh vực đường sắt. Trong tình hình hiện tại của chiến dịch đặc biệt, người ta cho rằng các doanh nghiệp này tham gia vào công việc phục vụ nhu cầu của lực lượng vũ trang Ukraine, nên chúng trở thành mục tiêu của các cuộc không kích. Loại vũ khí để thực hiện cuộc tấn công này hiện đang được xác định. Theo người dân địa phương, vụ nổ rất mạnh và có thể nghe thấy ở nơi cách thành phố rất xa. Còn trong một diễn biến liên quan khác, cựu tổng công tố viên Yuri Lushenko thừa nhận các nhà lãnh đạo Ukraine đang giấu giếm những con số chết chóc và cho rằng họ nên thẳng thắn thừa nhận rằng họ đã mất 500.000 quân nhân kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Nga và tỷ lệ thương vong hàng tháng là khoảng 30.000 người. Ông tin rằng chính phủ của Tổng thống Volodymyr Zelensky có thể thuyết phục những công dân bất đắc dĩ tham gia cuộc chiến bằng cách công khai thừa nhận những tổn thất nặng nề trên chiến trường và tuyên bố rằng chính sự tồn tại của đất nước đang gặp nguy hiểm. Ông đề nghị rằng Tổng thống Zelensky, Bộ trưởng Quốc phòng nước này và tướng quân đội hàng đầu phải đưa ra luật mới để nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tình hình. Lushenko nói, họ nên nói có bao nhiêu người Ukraine đã chết. Tôi biết rằng tin tức này sẽ được đón nhận không tốt, nhưng không có cách nào khác để đưa hàng triệu người ẩn sau những câu chuyện không có thật ra khỏi vùng an toàn. Theo Lushenko, cú sốc này sẽ dẫn đến tình trạng xếp hàng dài tại các văn phòng tuyển dụng như đã từng xảy ra vào tháng 2 năm 2022. Một biện pháp quan trọng khác, theo cựu quan chức, là chiến dịch cử các thành viên của giới thượng lưu Ukraine ra tiền tuyến. Quân đội không nên chỉ toàn là công nhân và nông dân, mọi người nên chiến đấu vì Ukraine. Ông ấy nói và lập luận rằng điều này sẽ khuyến khích những công dân bình thường, những người mà ông cho rằng có ý thức rất cao về công lý. Zelensky cho biết vào tháng 12 rằng quân đội Ukraine đã yêu cầu ông huy động thêm 450.000 hoặc 500.000 binh sĩ để bù đắp tổn thất trên chiến trường. Cuối tháng đó, chính phủ đưa ra dự luật huy động, đề xuất hạ độ tuổi tuyển dụng từ 27 xuống 25 và loại bỏ miễn trừ đối với một số nhóm người khuyết tật. Bên cạnh đó, mới đây, Ukraine lại nhận về thêm một tin chẳng lành đến từ người anh em đồng minh của mình là Đan Mạch. Vì kế hoạch viện trợ F-16 như đã hứa trước đây của nước này cho Ukraine đang trên đà vỡ lở, và đây có thể là lời hứa sẽ chỉ dừng lại trên vành môi mà thôi. Ukraine sốc nặng trước tin xấu từ Đan Mạch, giao dịch F-16 đổ vỡ, không thể hỗ trợ không quân Ukraine. Vào tháng 8 năm 2023,
Đan Mạch và Hà Lan thông báo rằng họ sẽ gửi F-16 tới Ukraine, trong đó 6 máy bay chiến đấu đầu tiên sẽ đến đây vào dịp năm mới. Thế nhưng hôm nay đã là ngày mùng 9 mà chưa thấy bóng dáng của bất kỳ chiếc F-16 nào. Để giải thích cho sự chậm trễ này, Bộ Quốc phòng Đan Mạch thông báo Ukraine sẽ nhận được 6 máy bay chiến đấu đầu tiên vào thời gian tới, thay vì những ngày đầu năm như đề xuất ban đầu. Copenhagen cho biết trong một tuyên bố được The Guardian và Kiev Post trích dẫn, dựa trên thời gian biểu hiện tại, việc quyên góp sẽ diễn ra vào quý 2 năm 2024. Vấn đề chủ yếu là hoàn thành việc đào tạo nhân viên Ukraine sẽ vận hành máy bay. Sự thay đổi về thời gian biểu ban đầu được báo cáo bởi tờ báo Đan Mạch Berlingske. Người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine dường như đã gợi ý ngay sau đó rằng họ chưa nhận được xác nhận chính thức nào về các báo cáo và họ dự kiến sẽ nhận được các máy bay phản lực vào mùa xuân. Kiev đã kêu gọi mua các máy bay phản lực. Điều này sẽ tăng cường khả năng của Ukraine trong việc cạnh tranh với Nga trên bầu trời và giúp tiến hành nhiều cuộc tấn công hơn vào các mục tiêu quan trọng. Những chiếc F-16 được trang bị hệ thống điện tử hàng không và radar hiện đại hơn, đồng thời được thiết kế để phóng các loại vũ khí theo tiêu chuẩn của NATO mà Ukraine đang sử dụng trên các máy bay phản lực cũ thời Liên Xô. Lực lượng không quân Ukraine cũng đã vượt qua gần 2 năm chiến tranh chống lại Nga bằng cách cắt giảm các máy bay hiện có của mình. Nhưng việc tích hợp nền tảng mới, tiên tiến hơn không phải là nhiệm vụ dễ dàng, đòi hỏi phải có cơ sở vật chất, đào tạo, cơ sở hạ tầng và nâng cấp mới cho máy bay trước khi phi công Ukraine có thể bay lên bầu trời. Được biết, Kiev đã nói với các nhà lãnh đạo phương Tây, nhu cầu về máy bay chiến đấu hiện đại đã trở nên cấp thiết hơn kể từ khi lực lượng không quân Nga bắt đầu sử dụng rộng rãi bom lượn có điều khiển vào tháng 3. Loại bom có thể tiếp cận mục tiêu ở khoảng cách xa hơn. Theo đó, một liên minh gồm các quốc gia phương Tây sẵn sàng gửi máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine đã được thành lập. Đan Mạch và Hà Lan là những nước đầu tiên đồng ý cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ. Trong khi Đan Mạch quyết định trao 19 chiếc F-16, thì phía Hà Lan tuyên bố sẽ gửi 42 chiếc cho Ukraine. Nhà Trắng xác nhận Kiev sẽ nhận máy bay chiến đấu từ nước thứ ba sau khi hoàn thành khóa đào tạo phi công. Về phía Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov nhấn mạnh việc xuất hiện các thiết bị có khả năng mang vũ khí hạt nhân trong lực lượng vũ trang Ukraine sẽ bị Nga coi là mối đe dọa từ phương Tây. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Ukraine nhận được những chiếc máy bay chiến đấu này, Moscow sẽ xem xét các phương án để phá hủy chúng. Nếu tiêm kích F-16 xuất hiện trên chiến trường Ukraine, thì nhiều khả năng sẽ xảy ra một cuộc đối đầu trực diện giữa máy bay chiến đấu mang tính biểu tượng của phương Tây với các đối thủ do Nga sản xuất như tiêm kích Su-30, Su-35 hay là MiG-31. Theo các chuyên gia quân sự, Su-35 mang lại nhiều lợi thế về hiệu suất hơn so với tiêm kích F-16. Nó có tốc độ nhanh hơn, tối đa đạt đến Mach 2,25, tầm hoạt động lớn hơn 3.600 km và hệ thống radar mạnh hơn. Do sử dụng công nghệ vector lực đẩy vượt trội, nó có thể thực hiện những cú ngoặt cực chính xác. Chiến đấu cơ Su-35 được cho là linh hoạt hơn F-16. Bên cạnh đó, chúng ta cũng nên lưu ý rằng kết quả của một cuộc đối đầu giữa F-16 và Su-35 không chỉ phụ thuộc vào tính năng của mỗi loại máy bay mà còn phụ thuộc vào quá trình huấn luyện của phi công, hệ thống vũ khí đi kèm, môi trường và địa hình nơi diễn ra cuộc chiến. Tóm lại, những cuộc không chiến hiện đại khá phức tạp và thường kết hợp nhiều yếu tố khác ngoài khả năng hoạt động của máy bay. Ngoài ra gần đây, quân đội Nga cũng tập trung sử dụng máy bay không người lái và hầu hết trong số đó đều là những phiên bản cải tiến từ những chiếc máy bay không người lái giá rẻ. Nga đột phá công nghệ, nâng cấp UAV giá rẻ, thách thức vũ khí sát thủ vô hình của Ukraine. Nga nâng cấp các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV với giá rẻ với các tính năng mới nhằm giúp chúng hoạt động hiệu quả hơn trong cuộc chiến với Ukraine. Defense Express đưa tin, chuyên gia về thông tin liên lạc và tác chiến điện tử người Ukraine Sergei Flaspreskhetnov cho biết Nga đã cải tiến UAV FPV giá rẻ của nước này, bổ sung thêm tính năng có thể gia tăng nguy hiểm cho phía Ukraine. Ông nói, lần đầu tiên tôi nhìn thấy video từ máy bay không người lái FPV của Nga với chức năng thị giác máy và thu thập mục tiêu tự động, hơn nữa nó ở chế độ chụp ảnh nhiệt. Thị giác máy là công nghệ giúp UAV có khả năng kiểm tra, xem xét và phân tích tự động dựa trên hình ảnh, từ đó ra quyết định có liên quan. Theo chuyên gia Ukraine, công nghệ này của Nga vẫn còn khá thô sơ, nhưng Moscow đã bắt đầu triển khai chúng trên tiền tuyến.
Mặc dù vậy, ứng dụng của công nghệ là rất đáng kể. Với nâng cấp này, người điều khiển máy bay không người lái của Nga chỉ cần đưa vũ khí này lên độ cao nhất định. Sau đó, nó có thể độc lập tấn công mục tiêu mà không cần giữ liên lạc với người điều khiển. Về cơ bản, việc sử dụng máy bay không người lái hiện đại hóa như vậy sẽ giúp UAV của Nga qua mặt được hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine. Nó tự thu thập, khóa mục tiêu, tự xác định hướng tấn công nên các vũ khí sát thủ vô hình của Kiev không thể đánh chặn để làm nó mất kết nối với người điều khiển. Ngoài ra, do máy bay không người lái đã có thể tác chiến tự động hóa hơn nên Nga cũng không cần người điều khiển quá nhiều kinh nghiệm vì nó không đòi hỏi các thao tác quá phức tạp để tiếp cận mục tiêu và tấn công. Defense Express đưa tin, Nga đã công bố hoạt động đào tạo 3.500 người vận hành máy bay không người lái FPV. Đối với số lượng lớn nhân sự như vậy, Nga chắc chắn đã có kế hoạch tăng cường sản xuất máy bay không người lái trong năm nay, vì đây được xem là vũ khí quan trọng trong tác chiến hiện đại. Máy bay không người lái FPV được cải tiến của Nga tuy có giá thành đắt hơn, nhưng với thị giác máy và tính năng thu thập mục tiêu tự động sẽ giúp nó đạt hiệu quả tốt hơn trong việc đánh trúng các mục tiêu đang di chuyển, gia tăng tầm hoạt động do máy bay không người lái không cần duy trì tín hiệu liên kết với người điều khiển. Việc Nga trang bị camera ảnh nhiệt cho UAV giúp vũ khí này có thể hoạt động hiệu quả vào ban đêm, khiến cho mức độ nguy hiểm ngày càng gia tăng. Thị giác máy là một trong những công nghệ có thể làm tiền đề cho việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ vũ khí. Theo các nhà nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo và giới quan sát, chiến sự Nga-Ukraine có thể là tiền đề cho sự ra mắt của các thiết bị chiến đấu hoàn toàn tự động trên chiến trường. Nếu điều này xảy ra, nó sẽ đánh dấu một kỷ nguyên mới về tác chiến hiện đại, có thể so sánh với thời điểm mà súng máy xuất hiện, dẫn tới sự tái định nghĩa lại các phương pháp chiến đấu. Sự phát triển của công nghệ không người lái trong thời gian qua khiến các chuyên gia cho rằng cuộc chiến càng kéo dài thì khả năng các thiết bị tự vận hành xuất hiện càng lớn. Chúng sẽ tự xác định, khóa và tấn công mục tiêu mà không cần sự hỗ trợ từ con người. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất mà các nhà hoạch định chính sách lo ngại chính là liệu công nghệ có đủ sự tin cậy để đảm bảo các vũ khí trên không tấn công nhầm vào những người không tham gia chiến đấu, ví dụ như là dân thường hay không. Video của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.